Muốn bán được hàng thì tốt nhất là đừng bao giờ để những sai lầm nào lặp lại. Ví dụ khi mà khách hàng họ vào họ nhắn tin, họ hỏi giá xong là họ im luôn, không nói gì nữa, thì dần dần sẽ khiến cho nhiều bạn muốn trầm cảm luôn ấy, mất cả khí thế làm việc. Thì khi mà khách họ hỏi giá thì bạn đừng có gợi giá ngay nhé. Bạn gợi giá ngay là bạn sai rồi đó. Mình cũng đọc rất là nhiều chia sẻ những cái bi kịch kiểu như là nhập phải lô hàng xấu không bán được, thì mình cũng từng như vậy mà. Hay là nhập giá cao rồi thì cũng không bán được. Hay là khách vào hỏi giá, gửi giá xong là lặn mất tiêu luôn. Và còn những cái tình huống nào nữa làm sao để mà tránh được, thì sau đây mình xin chia sẻ thêm với các bạn. Hi, xin chào các bạn, mình là Đặng Tuyết. Thì ngày xưa mình đi làm, tối về mình cày thêm affiliate, rồi mình buông thêm LinkedIn. Những năm 2013, 2014 gì đó thì mình buông bong bóng, cái loại bong bóng tạo hình mà tạo ra những con như này nè. Thì rảnh rỗi thì mình cũng chạy sự kiện trang trí, các dịp lễ Tết, Chú Hề, rồi bong bóng nó ngập đường. Thì bong bóng là cái sản phẩm mà mình buông nhiều nhất, buông được 3 năm. Thì sau đó mình cũng có buông những cái sản phẩm khác, cũng nhiều chông gai. Thì có rất là nhiều lý do khiến mình thất bại. Nhưng mà giờ nhìn lại á, mình ước là mình có thể biết những cái điều này khi mà mới khởi nghiệp kinh doanh. Mình ước là mình có thể biết cách tìm các nguồn hàng từ những công ty uy tín, hay là biết cách giao kèo bằng hợp đồng mà có lợi cho mình. Thì ngày mới bắt đầu, mình nhập nước hoa của một cái công ty là kho xỉ ở trong nước. Xong là người ta bảo với mình là cái kho của anh là cái kho buôn to nhất rồi, anh chỉ bỏ xỉ, bỏ cho đại lý. Cái giá mà anh để cho em là rẻ nhất trong tất cả các đại lý rồi, em cứ yên tâm, nhờ về mà bán. Thì ok, tin tưởng nhau là chính, mình ký hợp đồng. Thế là sau này mình đẩy lên sàn, đặt hộp, in nhãn các thứ hết rồi, chuẩn bị chạy những ngày lễ Valentine. Thì trời ơi, cái công ty đó, kho xỉ người ta cũng đẩy lên bán treo ngoài luôn, mà bán với cái giá đúng bằng cái giá mà họ bỏ cho mình, thì mình lại không bán được. Nếu như mà cái thời đó hợp đồng mà mình biết cam kết, à anh nói là anh không bán lẻ đúng không, anh ký vào đây, hay là anh bán lẻ, anh bán với giá nào, thì mình sẽ không bị mất tiền oan. Lần diễn đạt thứ hai là sau cái đợt đó, mình không nhập ở trong nước nữa, mà mình lên 1688 tìm hiểu nhập từ Trung Quốc. Có ai biết trang 1688 không? Nếu bạn nào biết thì hãy ấn cái nút like ở bên dưới video cho mình biết nhé. Thì 1688 là cái trang nội địa bán xỉ lớn nhất của Trung Quốc. Thì hồi đó mình nhập cái máy phun sơn, thì mình tìm ra được rất là nhiều shop cùng bán cái sản phẩm đó, nhưng mà với nhiều mức giá khác nhau. Thì vấn đề nằm ở đây đấy. Con bé nó ngu ngơ, cứ nghĩ ai bán cái giá rẻ nhất thì nhập thôi. Thế là mình sập hố lần đó. Nếu như ngày đó mà mình biết được là cùng một cái sản phẩm có ngoại hình giống nhau, nhưng chất lượng ở bên trong á thì có thể thay đổi được thành hàng loại 2, loại 3, thì mình đã không nhập phải cái lô hàng dởm, cái lô hàng kém chất lượng, để không bán được. Cái thì lỗi pin, cái thì bị khách hàng họ phàn nàn là pin sạc gì mà chạy chưa đầy 20 phút thì đã hết. Có cái là tháo ra chưa xài thì đã phồng. Thì lần đó mình mất tiếp hơn 50-60 triệu tiền hàng. Nghĩ lại thì cũng mạo hiểm. Nhưng không mạo hiểm nếu mình mãi sống an toàn quá, thì mình chỉ già đi thôi, chứ mình không thể giỏi hơn lúc trước được. Vì thế mà sau đó cũng là cái thời điểm mà mình mày mò biết cách nhập hàng chất lượng như thế nào. Tiếp nữa là lúc mà mình đăng lên bán á, thì tạo shop đăng sản phẩm thì dễ rồi đúng không? Nhưng mà mình khá là chật vật, mình tự mày mò, tự đăng sản phẩm, tự đăng tiêu đề mô tả chuẩn SEO, rồi lại tự mày mò làm hình ảnh chuẩn các kiểu rồi. Nhưng mà nhìn cái shop người ta bán được, nhưng mà mình cũng làm như thế mà mình lại không bán được. Thì mình lại đi tìm tòi cái quy trình, mãi đến khi mà mình làm cái shop thứ năm á thì mới có một cái sản phẩm bán được, mới bắt đầu lên top. Thì thế thì nếu mà mình biết trước được những cái kiến thức đó thì có lẽ là mình làm việc năng suất hơn hẳn. Thế xong là từ đó trở đi, những cái đơn hàng đầu tiên, khi mà khách mua thêm được đơn nào là mình biết mình lời được 20.000 rồi đó. Thì mình chỉ biết bán như thế ròng rã 6 tháng liền. Chứ mình lúc đó ước gì là mình biết được những cái chiến lược giá bán, biết vận dụng được những cái thủ thuật giả chim mồi vào bán hàng á, thì có lẽ là với mỗi đơn hàng mình có thể lời thêm một ít nữa. Mình cũng có nhắc một vài cái thủ thuật giả trong cái video này, thì bạn mở kênh Đặng Tuyết lên và vào xem ha. Chưa hết, nhóm mình lúc đó làm thì mỗi người mỗi việc, chạy đua tìm doanh số, nên là đứa nào cũng căng mắt ra để mà đi tìm kiếm khách hàng mới. Thì may mắn là có một lần, có một ông khách, thì ông này làm ở bên đài truyền hình. Facebook thì cũng đông người follow, xong là ổng đăng bài lên, ổng khoe
chụp ảnh lên khoe kiểu là vừa mua vài cái ống kính quay phim đèn đúng tripod sao bao các kiểu mà rẻ. Các bạn biết sao không? Mua nhiều thì mình cho voucher nhiều nên rẻ thôi. Thế là bạn bè của ổng, những người cùng hội cùng thuyền với ổng vào hỏi nơi mua, mua ở đâu cho xin lên shop và chui vào. Thì shop của bọn mình lúc đó bán quá trời bán. Thì lúc đó mình mới phát hiện ra là mình phải bán cho người nổi tiếng, mình phải tìm cách chăm sóc khách hàng để khách hàng họ giới thiệu thêm cho mình, thì mình mới bớt phụ thuộc vào cái luồng khách hàng đến từ quảng cáo. Chưa hết, thì mãi làm việc khi mà mình nhìn lại xung quanh á, thấy những cái shop khác được sàn liên hệ hỗ trợ, được sàn hỗ trợ cho những cái vị trí hiển thị tốt, được sàn thổi lên cho, sao người ta bán được quá trời bán mà sao cái shop của mình mãi không được hỗ trợ, thì mình lại ước gì là mình biết sớm hơn là gì. Khi mà bán hàng á, thì chỉ nên tập trung shop vào 1 đến 2 sản phẩm thôi. Làm tốt 1 shop, 1 ngành hàng thì sẽ được sàn hỗ trợ. Mình sẽ được lợi rất nhiều về traffic, sẽ nhanh hơn biết bao nhiêu, đỡ phải làm shop lại từ đầu. Rồi lúc tìm sản phẩm thì mình mới biết là có nhiều vấn đề để mà đánh giá cái sản phẩm nào thì sẽ bán được lâu dài được, cái sản phẩm nào thì không nên bán nữa. Giá như mà mình biết, mình xây dựng sớm những cái tiêu chí thì công việc nó sẽ trôi chảy hơn nhiều. 3 năm vừa làm việc cho công ty nhập khẩu, vừa làm những dự án kinh doanh riêng thì mãi đến tận bây giờ mình cứ cặm cụi tìm hiểu mày mò, nhiều lúc cũng mướt mồ hôi, cũng có những lúc mắc sai lầm chứ, mất vốn này, mất thời gian nhiều và những cái lặng xẹt, mất do những lần sập hố, nhưng mà mình cũng học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm, học từ người này người kia để mà làm. Giá như ngày đó mà có người chỉ dạy mình á thì chắc chắn là mình sẽ đỡ mất thời gian, tiết kiệm được công sức tiền bạc rất là nhiều. Ai biết được, nếu mà biết trước thì sẽ đỡ cơ cực. Do đó khi mà làm chương trình học bán hàng á, thì mình đều chia sẻ những cái cách làm tối ưu nhất, và mình cũng cố gắng trả lời những cái thắc mắc, còn tư vấn thêm cho các bạn học viên. Bởi vì mình biết rằng là còn có rất là nhiều bạn là người mới, chắc chắn là sẽ còn rất nhiều bỡ ngỡ, bởi vì là trong gia đình, trong nhà trường chưa được học bán hàng bao giờ, nên là sẽ gặp rất là nhiều khó khăn và dễ phải trả giá. Do mình nhìn được cái câu nói rằng là cứ nghĩ cái giá của việc học là cao, nhưng mà cái giá của việc không biết gì á còn cao hơn nhiều. Chưa dừng lại ở đó, bán không được hàng thường là shop cho khách hàng quá ít thông tin. Để mà bán được hàng thì mình cũng đã từng đặt nặng cái tư tưởng là phải chạy quảng cáo thì mới có đơn. Chạy quảng cáo sẽ tăng hiển thị, reach đúng khách hàng. Nhưng mà bạn để ý này, nếu mà mình chạy quảng cáo, reach đúng khách hàng á thì cái thằng đối thủ nó cũng vậy mà. Thì khách hàng lúc này họ sẽ vào khảo giá tùm lum. Bên nào mà xử lý khéo hơn, làm tốt hơn thì bên đó sẽ có lợi thế. Thế nên hầu hết khách vào hỏi giá thì chưa chắc là họ đã muốn mua đâu. Có đợt mình chạy bán ở trên Facebook thì khách vào hỏi giá xong là nói chuyện bảo là chị hỏi cho biết thôi, xem là có mua hớ không cho chị mua ở bên Shopee rồi. Nên câu hỏi giá của khách thì chưa thực sự phản ánh đúng cái quyết định của họ đâu. Nên là đừng nhầm lẫn, khách vào hỏi giá là họ đang rất muốn mua hàng. Khách inbox ở trên Facebook hay là trên sàn á, đôi khi có thể là thỏa mãn cái trí tò mò của họ thôi. Bởi vì thường là bạn cho khách hàng rất là ít thông tin. Ví dụ nếu mà khách hàng vào store thời trang, thử sờ vào cái đầm, nhìn chất liệu, xong là nhìn cái táp giá 1,2 triệu, wow. Xong là cầm lên uống éo tạo dáng trước gương, thì 1,2 triệu đắt hay là rẻ, khách sẽ biết. Còn đối với online, nhất là chạy Facebook, bán ở trên Facebook, báo giá khách hàng cũng là 1,2 triệu, tất nhiên là khách sẽ sốc. Báo giá 1 triệu thì khách cũng sốc, mà báo giá 800 nghìn thì cũng sốc nốt. Vì khách chưa có thông tin gì nhiều để mà hiểu cái sản phẩm. Bạn báo giá nào thì khách cũng sốc hết á. Nên là với khách, khi mà chưa có căn cứ gì để mà xác định giá, thì bạn báo giá nào cũng là đắt. Bởi vậy nên là mới có nhiều bạn phàn nàn rằng là chị Tuyết ơi, sao mà em bán giá rẻ lắm rồi mà sao khách hàng họ không mua. Thì nên là trước khi mà báo giá thì bạn phải cung cấp thêm cái giá trị cho sản phẩm cái đã. Thì để khách hàng họ thấy là với cái chất liệu như vậy thì cái giá như thế thì cũng được. Mà cách đưa thông tin dễ nhất là bạn đưa lên sàn thương mại điện tử, lên Shopee, Tiki, Topshop, cày review đánh giá thật nhiều vào để mà khách hàng tự tìm giá trị. Các bạn có hình dung được không? Ước gì mà mình biết được như vậy sớm hơn. Mình cũng gặp gỡ, cũng kết bạn rồi đi ăn với rất là nhiều nhà buôn lớn. Thì khi mà mình mắc vấn đề á, mình xin ý kiến thì họ cũng đều vui vẻ cho mình lời khuyên. Nhưng mà không có sao đâu. Giá như ngày đầu mà mình có người xoay đường chỉ lối, tránh bị sập xuống hố. Vậy nên những bạn chuẩn bị muốn xây dựng sự nghiệp từ con đường kinh doanh á, nếu được thì hãy cố gắng tìm học một khóa để có cái nền tảng vững chắc. Như vậy không chỉ trang bị được kiến thức mà còn giúp cho bạn biết được là cần làm gì tiếp theo và mang về cái sự tự tin cho mỗi quyết định trong công việc kinh doanh của bạn. Link đăng ký thì có ở phần mô tả và bình luận nhé. Người tiêu tiền là mình, nhập hàng bán gì cũng là mình, nên là hay bị chửi. Năng nổ còn thiếu hiểu biết thành ra là phá hoại.
dĩ nhiên là vẫn phải trả giá, nhưng mà lẽ ra là không cần thiết phải trả giá quá đắt. Bạn có bị sập hố lần nào chưa, hay là đang kinh doanh sản phẩm gì? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nhé. Mình sẽ tổng hợp lại và đưa ra cái giải pháp cho sản phẩm của bạn. Hãy like video, ấn đăng ký kênh và chia sẻ về Facebook, Zalo để xem lại nhé. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo nha.